quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Thưa quý vị, có một số trường hợp cha mẹ có tính sĩ diện hay khoe về con cái, nhất là khi mà có con dâu con rể rồi, họ thường đòi hỏi và kỳ vọng vào con dâu con rể rất là nhiều và khiến cho con dâu con rể cảm thấy áp lực. Câu chuyện cụ thể ngày hôm nay chúng tôi mang đến là gì? Thì mời quý vị cùng tìm hiểu cùng với tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly ạ. Kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị đến với câu chuyện ngày hôm nay. Ây, ta nói nhà ta có phước gì đâu, lấy hết phước vào nhà mình này. Bà càm ràm hoài, cãi nhau với bà Tư đúng không? Tôi đâu có rảnh đâu, hồi đầu cãi với bà, tôi nghỉ chơi bà ra mấy ngày rồi, không chơi với bà nữa. Mộng kỳ nha. Kỳ gì? Hai bà lớn lắm rồi, già, mà nhiều con nít á. Chơi xong rồi nghỉ, nghỉ xong rồi lại chơi, nó ngộ đời. Biết không, nhà bà mới sắm nguyên cái dàn karaoke đã lắm luôn. Trời ơi, cái lo bự cho bá nó còn bự hơn tôi với ông nữa. Hát ứng sầm luôn. Con rể bà mua cái tivi nó bự cỡ cái bàn này luôn nè. Bà nói cái gì con rể? Thì đó, tôi nói thí dụ mà bà mua nói làm gì thằng con rể. Cái đó coi như là gặp rể quý đó. Rể là chuyện chơi với ta? Chưa hết đâu. Nó còn tính đổi cái tủ lạnh bự hả? Bự mà hoặc chứa bốn người như tôi với ông được luôn á. Thấy ghê không? Rồi chưa hết nữa. Bà nói là cuối tháng này ha, nó sẽ mua về cái máy giặt. Máy giặt mười mấy triệu, máy giặt cửa trước á. Bà có phước dữ vậy? Thì tôi đã nói rồi. Thằng rể chu đáo quá. Mà lúc trước nghe nói bà đâu có ưa gì rể đâu. Người ta là rể quý, rể hiền. Còn rể nhà ông là rể đu đủ. Xịt cái gì? Nghe được nó buồn. Trời ơi, ông bị gì á? Nó đi làm sao nghe? Lạ. Biết đâu á? Biết cái gì? Thưa ba mẹ con nói vậy. Trời ơi, làm như nó rình tôi ra ngoài cửa vậy đó. Chắc vậy quá. Không về hả? Sao con về có mình vậy? Vợ con đâu? Dạ, vợ con tăng ca nên về trễ. Nói vậy thì giờ con lên tắm rửa đi, nghỉ ngơi đi. Lên vậy, khoan, con ngồi đi. Dạ. Ngồi đi. Dạ. Bà không nhắc xích nữa tôi quên. Ba má ngồi bàn với nhau á là tính về quê làm đám dỗ. Đúng rồi đó, về quê á con. Cũng lâu lắm rồi ông ha. Chắc cũng cỡ năm hơn rồi đó. Kỳ này chắc đi chơi tháng đi. Lâu à? Đi chơi tháng đi. Lâu à? Thăm bà con dòng họ rất là đông. Đó, cho nên thì mình về quê á, cái mình phải mua quà đúng không ông? Đúng rồi. Quà cáp, biếu xén bà con, hàng xóm, rồi lâu lâu mình mới về một lần mà. Còn chuyện này nữa, vì sao của vợ con bị bệnh cho nên con có một cái khoản nào mà linh động tí xíu, con giúp vì sao bổ ích được không? Bệnh hiểm nghèo đó nha, cái này tốn tiền nhiều lắm á. Ba, con nhớ là tháng trước con có gửi ba 2 triệu để mà gửi về cho dì Sáu rồi mà ba. Cái đó mình đã có cho, nhưng mà cái đó là mình gửi thôi. Còn bây giờ ba muốn là mình gặp trực tiếp hay hơn. Trực tiếp hay hơn. Mà đi tới 2 người lận. Tới tôi với ông đi lận đi, cứ cầm quý hơn kỳ con. Không sao, có thôi cũng sao, vẫn vui, vẫn vui vẻ ha. Khỏi đi về quê. Vui. Con với vợ con sẽ cố gắng thu xếp mua cái gì đó đơn giản. Trời ơi, đơn giản sao được con. Người thành phố, rồi có con rể quý mà xách mấy cái đồ đơn giản thì kỳ quá. Ít nhất cũng phải rượu tây đúng không ông? Rượu tây nè, rồi trái cây, rồi phải trái cây ngoại. Nói chung là sản phẩm nó cao cấp đi xíu. Đúng đó. Trân trọng đi xíu. Đó. Rượu tây thì nó đắt quá. Còn trái cây ngoại vậy. Cũng vậy. Nói tới nó lùi thôi là con từ chối đúng không? Mình đi về quê thì cốt yếu là tấm lòng thôi. Cái đó là con nghĩ. Còn dưới quê ta đâu có nghĩ được vậy đâu. Kệ mình chịu mắc cỡ mang nhục một lần đi ha. Mang tiếng cả nhà. Đúng rồi. Khổ lắm. Dạ thôi được rồi, cứ để con lo. Lo sao coi được nha. Chứ mua quà rẻ tiền về á, biếu coi cũng được đâu. Kỳ lắm con. Dạ con biết rồi. Thôi con xin phép con lên nghỉ trước. Thôi con nghỉ rồi. Đi con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Cuối cùng tôi thấy nó cũng được chứ bộ đúng không? Nhưng mà mình cũng hơi mệt tí xíu. Thôi được là được rồi. Được rồi. Xong chưa bà? Trễ rồi, cả tiếng đồng hồ rồi. Từ từ để tôi cứ ngỏ từ từ cho nó rẹt. Chứ chờ chơi trên nước ngặt đây. Nó có nhờ cứ ngỏ từ thôi. Đừng cho tôi tô. Giờ thì ghê. Đẹp xuất sắc. Ông quê dễ sợ. Giỏi được rồi, đừng có xuất sắc. Đẹp không? Hay quá. Nhìn nghe. Thấy tôi sao? Ra dáng quý tộc chưa? Thôi được rồi. Thôi được. Được rồi. Khoan đã. Cái gì? Đi sao được mà đi. Đợi thằng rể về mới có tiền đi chứ. Đúng không? Đúng rồi.
Dạ thưa ba mẹ con mới về. Ôi trời. Mừng quá, lần nào tụi ông nói chuyện là nó xuất hiện liền à. Ba mẹ tính đúng đi đâu con. Mà sao mặc đồ sang trọng quá vậy? Đi ăn tiệc. Có Đồng Hương ở dưới quê lên. Bạn cũ của ba. Ủa vậy ba mẹ tính đãi tiệc ở đâu? Bạn cũ của ba. Nói đi, nói cho nó biết. Coi như là từ thuở nhỏ được, rất thân nhau. Cho nên là ba mẹ làm một cái gì đó cho nó đàng hoàng một chút. Nhà hàng mà ba lát bốn lát gì ở quận nhất á. Nói người ta nghe ta cười. Chứ sao? Cái đó gọi là Palace. Palace. Cái chỗ đó mắc lắm nha. Biết mà, lựa chỗ mắc nhất á cho nó sang. Cho nó sang con. Đúng rồi. Bạn dưới quê lên mà. Mình phải để sang vậy. Ừ, nở mày nở mặt. Gì con? Con. Quà đem tặng bạn đó. Đãi mình phải tặng quà cho họ đem về dưới nữa. À, được ăn, được nói, được gói mang về. Được gói mang về. Là vậy đó. Quà đơn giản thôi con. Đơn giản. Hai chơi rượu ngoại thôi mà. Rượu ngoại. Đúng rồi. Thì cái tiền mà bữa hổm con đưa cho ba để ba mua cái lò phát sóng đó. Ba. Ừ. Hả? Phát sóng là lò gì? Lò vi sóng. Nè. Một chút ra ngoài bà bớt nói chuyện lại. Bà nói chuyện nhiều quá nó lòi ra cái chỗ mà thiếu kiến thức về trình độ điện tử, nó kỳ lắm nha. Cái này cái lò vi sóng không có mua cái này. Alo. Rồi rồi hai dòng tôi ra liền, đợi chút nghe. Rồi hối ra liền, hối ra liền. Ừ dần sao mà con, bà tiệc ở ngoài đó đó ba có đặt, nhưng mà ba lấy tên của con. Có gì một chút nữa con ra con giúp bà thanh toán cái bàn tiệc đó nghe. Hồi nhớ ra sớm nha con, ra sớm tự gì bò dẫn theo thằng con trai dưới quê lên á. Rồi ba má hứa rồi, hứa là con sẽ kiếm cho một cái thằng con trai của họ đó cái chỗ làm ở trong công ty. Vậy nữa nè. Công ty con. Đúng rồi. Mà lương cao cao một chút nữa. Vậy đó. Dạ. Thôi mình đi. Công nhận mình sang dẫn thiệt. Nhớ nha. Nhớ đừng làm mất mặt ba má nghe không. Đi nha. Đi nha. Rồi. Trời ơi, khi nào tôi mới hết khổ vì cái tính sĩ diện đây. Anh Hiếu nè, tại sao một số ông bố bà mẹ lại có cái tính sĩ diện và hay khoe con dâu con rể vậy ạ? Thực ra thì khi mình có con rể hoặc là có con dâu thì giống như có một cái thành viên mới trong nhà, giống như mình mới thu hoạch được một cái điều gì đó. Vậy thế cho nên khi có con rể giàu có nghĩa là gì? Con mình rất có giá trị nhá, hoặc là mình cũng rất là được nhờ nhá. Và cái khoe như vậy mình cũng cảm thấy rất là hãnh diện. Cũng giống như là vợ thì có chồng thì rất là thích khoe chồng mình giàu, rồi là vậy. Thì cha mẹ vợ cũng thế. Bởi thế cho nên đó chính là cái danh dự của mình đối với những người xung quanh. Còn nếu như rể của mình mà chẳng hạn như là có cái điểm gì đó, nó có nhiều khuyết điểm nè, hoặc là kinh tế khó khăn, thì cha mẹ vợ nhiều khi cũng cảm thấy quê quê làm sao. Chắc là con mình không có tốt, con mình không có đẹp, con mình không có giá trị cho nên mới phải lấy chồng như thế. Thì như vậy cái danh dự đó cũng là chính là danh dự của gia đình. Vì vậy cho nên là có nhiều ông bố và mẹ thì thường hay nâng con rể lên để có thể là lấy lem với lại hàng xóm láng giềng và bà con. Vậy theo anh là nếu con dâu con rể mà trong tình huống như vậy gặp ba mẹ chồng hoặc ba mẹ vợ như vậy thì sẽ có những cái áp lực gì ạ? Và áp lực đầu tiên là áp lực về mặt tài chính. Chẳng hạn như là mua quà đắt tiền nè, hoặc thậm chí đặt nhà hàng sang trọng vân vân. Thì nhiều khi mình làm gần chết luôn, mình làm cực khổ, mình làm muốn là xấu tráng, mình làm rụng cả tóc, mình làm căng thẳng xì trét mới kiếm được tiền cực khổ. Hay nói vui là làm cực khói. Cuối cùng thì chỉ vì sĩ diện ảo với người khác mà bao nhiêu công sức của mình lại đổ sông đổ biển một cách rất là phung phí. Mình hận chứ, đây là mồ hôi nước mắt của mình mà. Thế là tự nhiên lại đi mua một cái sĩ diện hảo nào đó. Bởi vậy cho nên là một là áp lực về tài chính, thứ hai nữa là có thể nảy sinh một cái sự uất hận ngầm ở bên trong, không hài lòng. Đúng rồi. Và vì vậy cho nên họ sẽ bắt đầu họ sẽ xa cách nhau ra, họ sẽ tự vệ và sẽ bắt đầu có những cái cảm xúc âm tính đối với bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ, và từ đó dẫn đến cái sự bực bội đối với chồng với vợ của mình nữa. Vì vậy cho nên lại là dẫn đến những cái lục đục trong gia đình, thì mình cũng không muốn về nhà ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng, thì như vậy làm mờ nhạt đi cái tình cảm của gia đình. Và đặc biệt nữa là đôi khi cái chàng rể này kinh tế không phải là khá giả, nhưng vì khoe với hàng xóm láng giềng, mà một ngày nào đó nếu như hàng xóm láng giềng mà con mà phát hiện ra, anh rể hoặc cô dâu này không chịu nổi nữa, thì khi phát hiện ra như vậy cái sự nhục nhã nó còn gấp đôi gấp năm gấp trăm lần so với cái việc mà khoe khoang. Cho nên thôi cứ sống đúng với thực chất, khoe con rể tôi đừng bao giờ khoe giàu, mà khoe là gì? Khoe nó tốt. Đúng rồi. Khoe nó thương con tôi đó. Nó biết rửa chén giùm vợ nó, đại lợi thế, thì cái đó là cái đáng để khoe. Mà
không phải áp lực đối với con dâu con rể, mà lại là một cái cách giáo dục khéo đối với con dâu con rể nữa. Cái chia sẻ của anh á, làm Thảo Ly nghĩ là tốt nhất á là con rể cũng phải nói lên tiếng nói của mình, chứ kiểu nín nhịn thì nhiều khi là gia đình bên vợ cũng không biết, cứ thế thì cứ làm thôi, mà đã lên tiếng thì có giống như là hơi phạm húy, kiểu người lớn mà người bề trên mà. Vậy theo anh là anh rể mà trong tiểu phẩm vừa rồi á, mình nên nói làm sao và cư xử làm sao để cho ba mẹ hiểu và thay đổi á? Thí dụ như thứ nhất, về ban đầu á, khi mà mới về nhà hoặc mới về quen con gái của ba mẹ thì chúng ta cũng đừng thể hiện ra rằng mình quá giàu có. Có nhiều chàng trai thì để lấy điểm, cho nên là khoe là mình có nhà, có cửa, có đất, có xe, có thu nhập mấy trăm triệu, cả tỷ, vân vân. Thì như vậy ba mẹ tưởng rằng đối với nó cái món quà này hoặc là cái món hàng này nó chỉ là tép riêu thôi, đâu đáng gì. Cho nên là thôi, nó không có vấn đề gì đâu. Thì một là phải xem chính bản thân mình có gây ảo tưởng cho ba mẹ hay chưa. Còn nếu như không phải là do mình mà do ba mẹ thì chúng ta có thể tâm sự khéo léo. Chẳng hạn như là đầu tiên tâm sự với vợ trước, vợ sẽ là trung gian. Cậu con rể này có thể tâm sự với vợ: em ơi, bây giờ thực sự thì mấy món quà này nó đắt tiền quá, mình có thể để dành mình nuôi con sau này nè, để dành cho gia đình của mình nữa. Bây giờ mua mấy món này nó đắt quá, anh cảm thấy nó hơi tiếc. Thực sự thì tình cảm thì không có gì mua được, nhưng mà đôi khi có những cái món quà nó chân tình thôi, hoặc thậm chí quà quê, hoặc thậm chí mình đến mình thăm là cũng đã là quý hóa rồi. Anh nghĩ rằng không nhất thiết phải mua nào là nhân sâm, nào là bào ngư, vi cá này nọ vân đâu. Như vậy tâm sự với vợ để mà gì, để vợ có thể tâm sự lại với bố mẹ, để mà cậu con rể này không có bị mang tiếng gọi là keo kiệt. Thì vợ nói rằng: mẹ ơi, ba ơi, đi thăm hàng xóm láng giềng thôi, đừng có mua mắc quá, tội nghiệp ảnh, anh đi làm cực lắm. Đó. Cô vợ ở giữa, cậu sẽ là người có tiếng nói khách quan. Bên cạnh đó, nếu như mà cô vợ nói mà không hiệu quả, hoặc là cô vợ không chịu nói, thì anh chàng rể vẫn hoàn toàn có thể là ý kiến một cách trực tiếp, một cách khéo léo. Chẳng hạn mình có thể hỏi khéo: ba ơi, ăn ở cái nhà hàng này nó có đắt quá không? Con thấy một cái bàn mà trả mười mười mấy triệu nó cũng hơi phí. Mình có thể có cái phương án là có cái nhà hàng khác nó cũng ngon lắm, nhưng mà nó cũng tiết kiệm được, để cái những cái chi tiêu tiết kiệm trong nhà thì vợ chồng con cũng đang tính để dành để mà sau này có thể nuôi bé, để cho con cái nó được học hành nó tốt hơn. Vậy mình đi cái nhà hàng kia ba mẹ ha. Và lợi thế mình có những phương án thay thế. Và bên cạnh đó mình cũng tâm sự để cho thấy rằng là con rể cũng đang lo cho tương lai, con rể cũng đang muốn tiết kiệm, chứ không phải là nó đang xài thả ga như một đại gia. Là lợi thế. Thì như vậy con rể vẫn rất là khéo léo, vẫn có thể cảnh báo cho ba mẹ, bật đèn vàng để ba mẹ có thể thấy được rằng mình cũng đang rất lo lắng về chuyện mà mua những cái món quà đắt tiền này. Với chia sẻ của anh, gợi ý của anh thì Thảo Ly nghĩ là ông bố bà mẹ nào thì cũng lo cho con thôi. Đôi khi chỉ vì là cách thể hiện của con dâu con rể làm cho là ba mẹ hiểu lầm nên mới xảy ra những tình huống tương tự. Hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì những ai là con dâu con rể sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử khi mà cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ hay khoe khoang về con dâu con rể của mình. Còn bây giờ thì cũng xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã tham gia chương trình. Cảm ơn Thảo Ly. Và quý vị thân mến, nếu chúng ta khoe con rể hoặc con dâu giàu có thì nó chỉ có giá trị với những người quan trọng về mặt vật chất. Còn chúng ta khoe con dâu con rể là người hiền lành, là người tử tế thì nó sẽ có giá trị với những người trân trọng những nét đẹp bên trong. Và chúng ta cần những người bạn nào xung quanh chúng ta cần những người tôn trọng thực chất chứ không phải là tôn trọng những vật ngoài thân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt